Chó Bắc Hà xù trắng. Ngày hôm nay con to hơn này là con đực. Nó thay lông chưa xong, lông đuôi còn đang trụi. Và hai con cái thì một con thay lông coi như gần xong, còn một con thì mới rụng lông thôi. Với mình đánh giá thì đây là một cái giống chó rất là đáng nuôi của Việt Nam. Chào em. Rất đáng nuôi của Việt Nam. Một giống chó ta có rất là nhiều ưu điểm. Rất nhiều ưu điểm. Khôn, thuần người, chăm sóc dễ, đẹp, hữu dụng, vừa trong nhà vừa đuổi chuột. Đây là con cái. Quay đúng lúc nó đi vệ sinh, phải dừng lại. Đợt này thì có một mình nữa, thành ra là cỏ nó mọc um tùm. Mới làm cỏ được những cái cỏ ngoại lai nó mọc nó phủ trùm lên. Còn mỗi chỗ này là cỏ trồng thôi. Đây là trồng sau thì chưa bị phủ, trồng trước thì bị phủ. Mưa sắn cũng đổ này. Đang nghe tin sầu riêng ở trong miền Nam với Tây Nguyên giai đoạn này là đang bị sượng nước vì mưa nhiều. Miền Bắc cái đây. Đu đủ thì nó là cái cây nó đeo quả nặng này. Cây này sắp đổ này. Còn đổ mất mấy cây rồi. Nên sắn còn đổ này. Kìa có quả đu đủ chín. Đu đủ chín, nó đang ăn đu đủ chín đấy. Xem có đúng không? Xem có đúng là có quả đu đủ chín không? Chính xác luôn, đỏ đỏ kìa. Con này thì nó thích ăn đu đủ lắm. Đu đủ chín này là cứ gọt ra, con là bóp lẫn vào trong đồ ăn cho chúng nó, coi như là một loại rau. Và nó rất là tốt cho cái tiêu hóa của con chó. Nên trồng gian đu đủ này toàn để ăn thôi. Người ăn rồi chó ăn. Mấy con này nó đều đang chưa mọc lại đủ lông. Nhìn nó còn lộ ra cái lớp lông đệm ở bên trong của nó, là cái lớp lông đệm của nó màu, có những cái chỗ lông màu theo kiểu màu sữa. Còn khi nó mọc đủ lông của nó màu trắng. Đấy, phải giữ cái cây nha. Này, cây anh trồng đấy. Ok, em ra kia chơi đi. Ra đi chơi, chơi một tí rồi vào chuồng. Rất là cuốn người. Ok, ra chơi đi. Gần đây thì có một số bạn có hỏi về, hỏi muốn mua con cho con Bắc Hà xù trắng này. Đây, quay thực tế cho mọi người này. Cái lông của nó lâu rồi mình không tắm được. Lông nó rất là bẩn đấy. Lông bẩn nhưng mà không bị, nó không bị bết lông đâu. Bẩn này là do cho nó đánh nhau đấy này. Chuồng chật, mấy con nó cùng lên giống. Mà nó lên giống là nó cà khịa nhau. Tất nhiên nó đánh nhau theo kiểu là người quen, hầm hè nhau một tí rồi lại thôi, lại vui vẻ ở cùng. Có mấy bạn hỏi cho con trắng thì chờ đợt này lên giống mình sẽ thả. Đợt trước ấy là nó lên giống là mình không có thả giống, không cho đẻ. Nhưng đợt này thì sẽ thả giống cho đẻ này. Thì mọi người chờ cho con đàn này khoảng tầm 3 tháng nữa, hơn 3 tháng nữa là có thể bắt cho con được. Còn để ngắm cho con thì chắc là không có gì thay đổi, thì 2 tháng rưỡi nữa. Vì bọn này nó bây giờ nó bắt đầu chuẩn bị vào lên giống hết lượt mấy con, 4 con. Đây là một cái giống chó phải nói là rất là đáng để mà nuôi của Việt Nam. Mình phải nói là như vậy. Mình nuôi rất nhiều giống chó. Tổng cộng các cái giống chó mà trải qua có thời gian gắn bó thì phải là trên 10 giống chó. Cả cho Tây, cả cho ta. Cho ta thì nuôi hai giống Mông Cọc, Bắc Hà, Phú Quốc mình cũng tiếp xúc nhiều. Nhưng mà mình chọn nuôi thì mình chọn nuôi Mông Cọc với Bắc Hà vì nó là cái con chó là nó phù hợp để nuôi gần người hơn. Nuôi gia đình.
Hai con Mông Cọc Bắc Hà này thì mỗi con nó phù hợp với lại một cái kiểu nuôi, cũng là nuôi gia đình nhưng mỗi con phù hợp một kiểu. Nếu mà nuôi theo cái kiểu là vườn rộng, muốn con chó nó quản lý chuột rắn tốt thì nuôi con Mông Cọc. Còn nếu mà cũng là cần con chó nó quản lý chuột với rắn, nhưng mà nó với cái cường độ nó ít hơn thì nuôi con Bắc Hà, muốn nó đẹp nữa, thích con màu trắng nữa. Và nếu thích con màu vàng hay là con màu khác thì có thể chọn con Mông Cọc. Nói chung mình tiếp xúc với hai cái giống chó này đến bây giờ là cũng được 4 năm và tiếp xúc nhiều, thì mình thấy chúng nó khác biệt của chúng nó cũng không nhiều lắm đâu. Về tính cách nó khác nhau một chút. Con Mông Cọc thì nó cái nhu cầu vận động của nó có thể nói là nó nhu cầu vận động nó nhiều hơn. Còn nếu mà nói về leo trèo thì con Mông Cọc với con Bắc Hà nó tương đương nhau. Bắc Hà này nó leo trèo giỏi lắm. Con Bắc Hà thì nhìn chung khi mà nó trưởng thành lên là nó điềm đạm hơn con Mông Cọc một chút. Nhưng mà về cái khả năng trông nhà thì nó như nhau. Nhưng mà con thường là con Mông Cọc nó sẽ chủ động, nó ra nó sủa trước, sớm hơn là con Bắc Hà. Vì cái con Mông Cọc nhìn chung là nó có cái độ hoạt động của nó cao hơn. Thế cho nên mình nói là nuôi gia đình nhưng mà vườn rộng, rồi muốn là theo cái kiểu nó quản lý tuyệt đối về vấn đề chuột rắn thì nuôi con Mông Cọc, đầu tiên nuôi con Mông Cọc. Còn muốn con chó là nó không cần cái nhu cầu đấy, là nó vẫn có nhưng nó không có nhiều lắm. Nhà có vườn nhưng mà vườn không quá rộng. Và lại muốn con chó là nó theo kiểu như là nó dịu dàng hơn thì nuôi con Bắc Hà. Con Bắc Hà có thể nói là tính cách nó nhẹ nhàng hơn con Mông Cọc một chút. Còn cái lúc con chó nó còn nhỏ thì con Mông Cọc và con Bắc Hà nó như nhau, nó đều rất là hữu động. Lúc còn nhỏ, còn khi lớn lên thì con Mông Cọc nó cũng điềm đạm hơn. Nhưng nhìn chung là nó gọi là hoạt động của nó vẫn nhiều hơn là con Bắc Hà. Nhìn chung thì nhá, chứ không phải là tất cả các cái cá thể nó đều như thế. Đây, đợt này thì mình giảm bớt cái số lượng chó đi, giữ lại mấy con Bắc Hà và mấy con Mông Cọc thôi. Ưu tiên bọn Bắc Hà trắng này vì nhìn nó đẹp. Và nó là con chó ta, nó rất là dễ nuôi. Và nó lại đặc biệt, nó ở rất sạch. Con Mông Cọc nó cũng ở sạch, con Bắc Hà nó cũng ở sạch. Nhưng cái con Bắc Hà trắng này vì nó màu trắng cho nên là nhìn nó sạch hay không nhìn nó rõ nhất. Và nó sạch là nó sạch ở cả cái nếp ăn ở vệ sinh. Nó rất là sạch sẽ. Ăn thì cơm canh cũng được. Hôm rồi mới tắm để cho đồng chí này. Thế là cho sang chung chuồng. Sang chung chuồng với con đực. Và một con cái nữa. Thế là con này với con cái kia đã bụp nhau. Oánh nhau. Oánh nhau là người bê bết hết luôn. Mấy con này là vào can cho nên là người nó cũng bẩn, chứ còn không là người nó sạch lắm. Nó đánh nhau xong rồi thôi. Con nào mà chưa đi vệ sinh thì đi vệ sinh đi, xong vào chuồng. Em đầu gấu vừa thôi. Đầu gấu quá. Dọn vườn để lại mấy cây tía tô cho nó thơm vườn. Trồng ít hoè cho sạch vườn. Lúc trước chuối, nhưng chuối dọn chuối mệt quá. Chuối này cây dọn nó mệt. Đấy. Ok đấy, mọi người mà chờ cho con Bắc Hà trắng thì cùng chờ cái loạt này nhá. 2 tháng nữa là khoảng 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa sẽ có chó đẻ. Mình sẽ quay cho con đợt này mới thả giống. Chứ đợt trước vừa rồi thì cũng rất nhiều người hỏi cả Mông Cọc cả Bắc Hà, nhưng không có. Mình không có cho con. Vì đợt vừa rồi mình cho nghỉ hết một loạt, không có cho con nào đẻ cả. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.